để mà chúng ta mua cây giống nha bà con nhé. Thì cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì lý do mà nó mang lại giá trị kinh tế cao và đang là một trong những cái loại cây rất là hút trên thị trường. Và quý bà con chúng ta nếu có làm việc với siêu thị cây giống về cây giống thì quý bà con chúng ta bắt buộc phải đặt. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con cũng biết, khi đến với siêu thị cây giống thì Quanh cùng với các anh chị thường hay chia sẻ với bà con chúng ta những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Ngày hôm nay thì là một cái ngày cũng khá là vui, tại vì hôm nay từ sáng tới giờ khách rất là đông, và Quanh lại hôm nay thì lại ốp công việc ở ngoài vườn để có mặt ở tại công ty để xem là các bạn có cần hỗ trợ thêm gì không. Còn bình thường thì Quanh cùng với các anh chị kỹ thuật sẽ đi vườn để thăm quý bà con chúng ta và hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con. Bà con ơi, hiện tại bây giờ chúng ta đang bắt đầu một cái mùa vụ mới rồi. Quanh biết là trong tâm tư quý bà con có rất nhiều nỗi băn khoăn, làm sao để mà trồng một cái cây gì mới, cái cây gì nó ngon, cây gì nó ok, cây gì nó giúp cho chúng ta có thu hoạch tốt, có thu nhập tốt, mà mau có trái, mà giá bán lại cao. Có rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu chúng ta. Nhiều khi cây này làm cây này được, mà được yếu tố này lại không được yếu tố kia, rồi bắt đầu là đâm ra là không biết chọn cái nào. Nhiều khi phải là vẽ hết rất là nhiều cột. Các cái anh mà chủ doanh nghiệp mà quanh thấy, các anh khi mà xét một cái loại giống, các anh chia rất là nhiều cột ra, cái cây này thì được cái giá trị này, cây kia được giá trị kia, nhưng mà cây nọ thì cây A thì không đáp ứng được yêu cầu 1, yêu cầu 2, nhưng mà cây B đáp ứng được yêu cầu 1, yêu cầu 2 là không đáp ứng được yêu cầu 3. Thế nên là rất là khó khăn để mà chúng ta có thể đưa ra một quyết định là trồng cây gì vào năm 2021 để mà có giá trị kinh tế cao và năng suất cao và thu nhập tốt với bà con ha, đặc biệt là phải mau có trái. Ngày hôm nay thì Quanh xin phép được quay lại với cái chủ đề là top 2 cái loại cây sẽ giúp quý bà con chúng ta nhanh có thu hoạch và có giá trị kinh tế rất là cao ha bà con ha, đặc biệt có giá trị kinh tế rất là cao. Tại vì Quanh quan tâm nhất tính là cái túi tiền của quý bà con của chúng ta, làm sao để quý bà con chúng ta có thể nhanh có thu hoạch và thu nhập cao để mà chúng ta có thể trang trải cuộc sống của bản thân gia đình mình, và sau đó là gia tăng thêm cái thu nhập để có thể mua thêm được rất là nhiều thứ mà quý bà con chúng ta muốn, và sau đó là chúng ta sẽ làm giàu cho cái xã hội của chúng ta ha bà con ha. Và đồng thời hiện tại bây giờ tình hình dịch bệnh cũng đang khá là căng thẳng với bà con chúng ta, khi đi ra ngoài bà con chúng ta nhớ bịt khẩu trang và dành ít phút thời gian nữa để cùng Quanh chúng ta cùng nhau tham quan xem là chúng ta nên trồng hai cái loại cây gì dễ trồng, nhanh cho trái và đặc biệt giá trị kinh tế cao nhé bà con nhé. Hello quý bà con, giống như lúc nãy Quanh chia sẻ quý bà con chúng ta là quý bà con chúng ta dành ít phút để chúng ta cùng nhau tiến tới là tìm hiểu về top 2 cái loại cây dễ trồng và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là nó phải cho trái rất là sớm đó bà con ha. Mà trước khi thì chúng ta cùng nhau dành ít phút để tìm hiểu về những cái top 2 loại cây đó, thì mời quý bà con chúng ta cùng nhau xem một cái xe hàng. Và xe này hiện tại bây giờ là khoảng đã chất hơn 8 tấn mấy rồi, nó cũng hơi quá tải đó, là sẽ được giao về cái khách sỉ ở Tiền Giang ha bà con ha. Thì đây là những cây nho thân gỗ, khách sỉ lấy nhiều loại khác nhau ha, nho thân gỗ, cây mới, cây độc lạ, rồi những ngay cà bà, trong đó chắc chắn là sẽ có hai loại mà Quanh sắp sửa kể quý bà con chúng ta. Và loại cây đầu tiên mà Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta đó chính là cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, khi mà Quanh được có cơ hội được trực điện thoại và chia sẻ với quý bà con thì Quanh cũng không biết được là cái cây này nó có xuất xứ từ đâu, tại vì cây đầu dòng của bên Quanh nó cũng 20 mấy năm rồi, không biết lúc đó mình đã được giao thương với Indonesia chưa. Tuy nhiên thì mình cứ xét vào giá trị thực tế của nó thôi nha bà con nha. Đây là cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, có cái lá nó hơi bầu bầu ở cái phần đít ha bà con ha, mà không phải lá nào nó cũng bầu hết, nên là cái việc để chúng ta nhận dạng ra đúng cái loại giống này nó hơi bị căng. Quý bà con chúng ta có thích loại giống này, qua cái video này chia sẻ thì quý bà con nhờ quý bà con chúng ta chọn những cái nơi làm giống uy tín để mà chúng ta mua cây giống nha bà con nhé. Thì cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì lý do mà nó mang lại giá trị kinh tế cao và đang là một trong những cái loại cây rất là hút trên thị trường. Và quý bà con chúng ta nếu có làm việc với siêu thị cây giống về cây giống thì quý bà con chúng ta bắt buộc phải đặt hàng trước, đó là vì là cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó có những cái ưu điểm cực kỳ quan trọng. Ở trên bên này là mấy anh chị cũng đang lựa nè. Bên này là mấy anh chị cũng đang lựa mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nè, anh ở Đồng Tháp nè. Những cái cây này nó đặc biệt, nó có trái rất là sớm nha bà con nha, khoảng 14 đến 16 tháng. Với những cây giống như thế này nó chắc chắn nó sẽ
nó sẽ cho những cái trái ngọt đầu tiên, gọi là trái bối đó bà con ha. À, và thời gian từ lúc làm bông tới lúc mà thu hoạch của cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì nó tương tự giống như là cây mít Thái bình thường thôi. Tuy nhiên là nếu mà so về cái tốc độ có trái bối á, thì cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm có trái bối sớm hơn, tức là khoảng 12 đến 14 tháng là sẽ bắt đầu cho trái rồi ha bà con ha. Vân xin phép được đứng vào trong này để chia sẻ quý bà con chúng ta vì ngoài đó nó nắng quá. À, 12 đến 14 tháng là đã xong, 14 đến 16 tháng đã cho trái, còn mít Thái siêu sớm nếu bà con chăm tốt thì khoảng 16 tháng chúng ta mới bắt đầu cho trái được nha, là cái thứ nhất. Cái nữa đó là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đó, nó có một cái đặc tính rất là thú vị là khả năng đeo trái của nó rất là nhiều, tức là cái kháng thể của nó rất là mạnh nha bà con nha, nó rất là ít bị sùi mủ, rất là ít bị sơ đẹp. Cái vấn đề mà liên quan cái cây mít Thái mà làm chết cây mít Thái như vấn đề là nứt thân sùi mủ thì cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó ít bị cái đó. Lý do là cái kháng thể của nó rất là cao, cái kháng thể nó được quy định bởi cái gen của từng loại giống nha bà con nhé. Và cái nữa là cái khả năng mang trái nó rất là cao. Quanh đã từng chứng kiến và cũng đã quay cho quý bà con, quay trực tiếp quý bà con những cái video mà một cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm có trái bối thôi mà nó mang tới là 10 quả, mang tới 10 trái trên một cái thân cây, và cây vẫn đang nuôi trái bình thường, trái nào cũng trên 10 kg, và quan trọng nữa là cây nó vẫn ấy nha bà con nha, vẫn đi đọt. Tức là sao, cây mà vừa đi đọt vừa nuôi trái là cây nó rất là sung, nó mới làm được cái việc đó nha bà con nha, rất là sung, rất là lực. Nên bà con thấy như vậy là bà con thấy thương cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm chưa, phải thương nó nha, tại vì nó là cái cây rất là quyết tâm mang lại thu nhập lớn cho quý bà con đó ha. Và còn đó là cái yếu tố thứ ba. Cái yếu tố thứ tư là hiện tại bây giờ, giá hiện tại bây giờ của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm tại thời điểm quanh làm cái video này giá rất là cao. Giá mà hôm bữa quanh mua là 65.000 tại một cái vườn mà không phải bên quanh cung cấp giống nhưng quanh muốn trải nghiệm. Và những cái vườn khác thì nó 45, 50, 55 nếu bà con ha. À, thì là bà con thấy là giá trị kinh tế của nó rất là cao đúng không? Cái nữa là hiện tại bây giờ mít Thái siêu sớm mà đang phải bị dạt, bị loại xuống mít kem rất là nhiều, còn mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì nó chưa có quy định cái việc này. Thế nên là quý bà con chúng ta sẽ dễ dàng bán được với giá cao ha bà con ha. Cái tiếp theo nữa, giờ quên tới thứ mấy luôn rồi. Cái tiếp theo nữa, mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm ăn rất là ngon. Quanh đã test thử và đã ăn thử cho quý bà con chúng ta cùng xem, cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm ngon hơn mít Thái rất là nhiều. Đây là mít Thái ha bà con ha. Ngon hơn mít Thái ở chỗ là nó ăn nó không có xốp, nó giòn, nó ngọt đậm và thấm vị ha bà con ha. Ăn nó có cảm giác như bị nghiện, giống như hít heroin, nó chưa bao giờ hít heroin nhưng cứ so sánh đại đi. ăn thấy rất là ngọt nha bà con nha, rất là ngọt, rất là thấm vị và rất là gây nghiện đối với người sử dụng ha bà con ha. Và cái tiếp theo nữa đối với cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đó là cái tỷ lệ cái người tiêu dùng cuối cùng, tại vì quanh có một cái người chị, họ chị rất là giỏi, chị bán trái cây rất là tuyệt vời, và chị chia sẻ với quanh là cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm họ khách hàng của chị cứ tái đi tái lại mua hàng, và thậm chí nếu không có hàng là phải đặt hàng trước với chị luôn. À, tại vì là cái này ăn rất là ngon, rất là nghiện, với Thái siêu sớm nó hay bị xốp, còn cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì nó giòn, nó ngọt mà nó lại không có bị gắt ha bà con ha, nó không bị gắt. Rồi tiếp theo nữa là cái màu sắc của nó quá chi là đẹp, màu đỏ mà bà con cũng biết là hàm lượng dinh dưỡng của cái trái cây màu đỏ rất là cao. Thế nên là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm không chỉ chiếm dụng được cái tâm tư tình cảm của những cái nhà xuất khẩu mà cả những người tiêu dùng cuối cùng ở tại đất nước Việt Nam chúng ta thì cũng đã được dành trọn hết cái tình cảm cho các bạn mít này. Đây bạn Mina cực kỳ phá. Mina chào quý bà con đi con. Đây là con trai của Oanh ha bà con ha. Phá cực kỳ thông minh lắm, nhưng mà phá rất là phá, cắn tay mẹ luôn. Đây, đi theo mẹ con. Và cái loại cây thứ hai mà Oanh muốn chia sẻ với quý bà con của chúng ta, top 2 cái loại cây dễ trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Cái loại kia thì nãy 14 tháng đến 16 tháng chúng ta bắt đầu có tiền ha. Còn cái loại này bà con chỉ cần 1 năm là chúng ta bắt đầu có tiền. Đó chính là cây lựu đỏ Ấn Độ. Lô này là Oanh sẽ giao cho chủ đầu tư ha bà con ha, ở dạng củ tỏi. Dạng củ tỏi bà con thấy nó đã búng những cái tược như thế này hết rồi. Thế nên là cây lựu đỏ Ấn Độ nó sẽ rất là mạnh ha bà con ha. Hàng này là hàng nhập khẩu nha bà con nha. Cây lựu đỏ Ấn Độ nó sẽ rất là mạnh mẽ trong cái việc mà sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức đề kháng rất tốt. Tương tự như cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, và đặc biệt cho trái rất sớm, khoảng 12 tháng là có trái rồi. Và cái quan trọng bà con chúng ta quan tâm đó chính là giá trị kinh tế của nó và đầu ra của nó như thế nào.
Đối với cây lựu đỏ Ấn Độ, hiện tại bây giờ Oanh đang kết hợp với các anh chị chủ đầu tư cũng như những anh chị mà làm thương mại, là giúp cho Việt Nam chúng ta có thêm những cái vườn lựu đỏ nhiều hơn để có sản lượng nhiều hơn. Sản lượng đó phải đạt chất lượng, chứ giống như cái thằng ổ ruby và con chúng ta trồng không có sản, có sản lượng nhưng mà không có đạt chất lượng thì chúng ta cũng không thể xuất khẩu được ha bà con ha. Thế nên là chúng ta nên đồng hành cùng với nhau nhiều hơn. Thì khi mà cái trái lựu đỏ chúng ta ngon, ngọt, thanh, mọng nước và sản lượng nhiều thì chúng ta có thể đi vượt qua, chúng ta có thể xuất khẩu cái loại này qua nước ngoài. Và trước hết thì chúng ta sẽ hướng đến thị trường trong nước, chúng ta sẽ cung cấp cho các chủ siêu thị, các cái cửa hàng trái cây, tại vì những cái cửa hàng trái cây hiện tại bây giờ đang nhập từ bên đất nước bạn về với cái giá 300 ngàn một kg lận và phải đặt hàng rất là lâu mới có hàng ha bà con ha. Chứ không, họ sẽ chủ yếu tập trung xuất đi các nước về châu Âu, xuất đi các nước về châu Mỹ, Singapore vân vân. Thế nên là Việt Nam chúng ta thì cũng được xếp đơn hàng, nhưng mà thường lượng đơn hàng nó sẽ rất là ít và họ nhập về với giá khá là cao. Nhưng mà Quanh chỉ mong là khi có trái thì cái lựu đỏ Ấn Độ ở Việt Nam thì chúng ta chỉ cần đạt mức giá khoảng 50 hoặc 30 ngàn một đồng một kg thì đã tốt rồi. Tại vì cái ca trái này với cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đều là những cây có thể cho trái truyền và cho hai vụ một năm. Thời gian sinh trưởng từ cái lúc làm hoa tới lúc thu trái nó khoảng 4 tháng hả bà con ha. Và nhờ cái đó, nhờ cái cho trái sai, cho trái nhiều, sớm cho trái và giá trị kinh tế rất cao như vậy, nên là cây lựu đỏ Ấn Độ và cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm là một trong hai cái loại cây mà bà con chúng ta lưu ý để chúng ta trồng. Chúng ta nghiên cứu đi bà con, chúng ta nghiên cứu để chúng ta có thể trồng trong cái mùa vụ 2021 này cùng với Quanh và các bà con khác nhé bà con nhé. Tại vì bây giờ, thời điểm bây giờ là Cao thấy cái gì càng nhanh thì càng tốt đúng không ạ? Quanh thấy cái gì càng nhanh thì càng tốt, đó là tâm tư của Quanh. Còn tâm tư quý bà con như thế nào thì bà con chúng ta có thể là nhắn tin hoặc là điện thoại dưới video này, hoặc là chúng ta có thể là trao đổi qua tin nhắn ha bà con ha, để mà chúng ta có thể tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Ví dụ như quý bà con có những cái cây nào mới, cây nào hay, cây nào ngon mà bà con muốn bảo tồn giống và bà con muốn phát triển giống thì bà con có thể trực tiếp liên hệ với Quanh để mà Quanh cùng quý bà con, thứ nhất là đảm bảo quyền lợi cho quý bà con, cái thứ hai là giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta có thêm một cái loại cây giống mà sẽ mang lại giá trị kinh tế trước hết cho chúng ta và mang lại ngoại tệ từ bên nước ngoài về ha bà con ha. Đây là top 2 loại cây dễ trồng mà nhanh cho trái và có giá trị kinh tế cao. Thứ nhất là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm và thứ hai là lựu đỏ Ấn Độ. Bà con lưu ý nếu chưa rõ thông tin bà con có thể gọi về số hotline hiện trên màn hình, nhớ cố gắng kết nối nha. Tại bắt đầu vô vụ và bắt đầu là khó kết nối rồi. Bà con chúng ta nhớ cố gắng kết nối giùm Quanh nha. Các bạn chuyên viên sẽ trực tiếp giải đáp với quý bà con chúng ta một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Còn bây giờ con xin phép chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Từ nãy giờ Mina nó chờ quay mà nó gừ. What's up hả Mina? Cuộc sống rất là thú vị đúng không bà con? Khi Quanh đi vườn thì thôi, chứ về nhà là có hai bạn nhỏ này suốt ngày cứ tung tăng đeo theo Quanh miết à. Đây là Mina càng ngày càng lớn và bạn trắng là bạn Min. Khách tới là chào hỏi y như người nhà luôn. Rồi, chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác nha. Nhớ ủng hộ Quanh để giúp cho Quanh cùng với đội ngũ có thêm nhiều động lực hơn nữa, thực hiện nhiều video hữu ích hơn nữa để chia sẻ với quý bà con của chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.